Đầu tư, mở cửa tiệm rửa xe ô tô là một việc quan trọng, chi phí bỏ ra không nhỏ nên các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ lưỡng, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia. Trong video này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn đọc những kinh nghiệm xương máu khi mở cửa hàng rửa xe ô tô, cùng tham khảo nhé! Bạn nên chọn cửa hàng nằm ở vị trí có giao thông thuận tiện, nhiều xe cộ qua lại, gần đường lớn hoặc cạnh những khu vực đông dân cư. Tuyệt đối không chọn vị trí ít xe cộ qua lại, không gần khu dân cư để mở tiệm. Ngoài ra, bạn cần tìm hiểu xem mật độ quán rửa xe ở khu vực đó như thế nào, nhiều hay ít quán, quy mô lớn hay nhỏ. Điều kiện kinh tế của dân cư xung quanh khá giả hay trung bình. Nhu cầu rửa xe ở tiệm của người dân có thường xuyên hay không, hay họ tự rửa xe tại nhà. Để mở cửa hàng rửa ô tô chuyên nghiệp, bạn cần quan tâm đến diện tích của cửa tiệm, vì ô tô chiếm rất nhiều không gian sử dụng. Diện tích tối thiểu để mở tiệm rửa xe hơi là từ 40m² trở lên. Tuy nhiên, tình hình tài chính của bạn không dư giả, bạn chỉ nên thuê mặt bằng vừa phải để tránh lãng phí. Một số vấn đề khác bạn cũng có cần quan tâm như hệ thống thoát nước rửa xe, khu vực ngồi chờ của khách, nhà vệ sinh. Nguồn nước là yếu tố quan trọng trong hoạt động rửa xe, nếu bạn sử dụng nước giếng hoặc nước máy thì cần kiểm tra độ pH của nước để tránh tình trạng làm hư hỏng, ăn mòn sơn của xe khi rửa. Việc thuê nhân viên hay không cần phụ thuộc vào lượng khách hàng của cửa tiệm. Khi cửa hàng rửa xe mới đi vào hoạt động, lượng khách hàng chưa nhiều thì bạn không cần thuê nhân viên mà có thể tự làm các công việc để tiết kiệm chi phí. Sau một thời gian hoạt động, cửa hàng có nhiều khách hàng hơn thì việc thuê nhân viên lúc này là rất cần thiết. Khi đó, nhà đầu tư cần tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận tiền lương cho nhân viên để đảm bảo hoạt động kinh doanh của cửa hàng. Bạn cần tìm hiểu ngành nghề mình đang kinh doanh có cần đăng ký không để kịp thời đăng ký. Nếu cần, bạn hãy đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi có tiệm rửa xe để được hướng dẫn và thực hiện thủ tục. Việc đăng ký kinh doanh sẽ giúp công việc của bạn được thuận lợi, yên tâm hơn khi đã được pháp luật công nhận và bảo vệ. Các loại thiết bị rửa xe ô tô bị bạn cần chuẩn bị khi mở tiệm rửa xe ô tô như máy rửa xe cao áp, máy hút bụi công nghiệp, cầu nâng rửa xe một trụ, máy nén khí, bình phun bọt tuyết. Trên đây là những thông tin các nhà đầu tư cần biết khi muốn mở cửa hàng rửa xe ô tô, hy vọng sẽ hữu ích cho mọi người.